Sau khi dung hợp hồn cốt, hồn lực cậu ta và Tiêu Tiêu cũng đột phá lên cấp 30. Chưa kịp tận hưởng hết niềm vui mừng thì biến cố đã xảy ra. Cường giả của bản thể Tông đã tìm tới học viện gây sự. Cường giả trong học viện nhanh chóng đi ra ngoài. Lần này Tông chủ của bản thể Tông đích thân đi tới, bên cạnh còn có rất nhiều cao thủ, thế trận này cũng quá khủng khiếp rồi. Mục đích của ông ta đến đây vẫn là yêu cầu học viện xử lý khắc sao giao Hắc Vũ Hậu. Tông chủ độc bất tử còn có hồn lực không hề thua kém Huyền Lão. Huyền Lão từ chối và yêu cầu so tài xem thực hư thế nào. Hai bên nhanh chóng bạo phát ra hồn hoàn. Chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể thấy được bên nào sẽ chiếm được ưu thế. Huyền Lão chỉ có một cái hồn hoàn 10 vạn năm, độc bất tử lại có tới 3 cái, nhưng mà Huyền Lão vẫn không sợ hãi. Hai người nhanh chóng lao vào nhau giằng co. Chỉ một cú va chạm đã tạo ra dư chấn khủng khiếp lan ra tận bên ngoài sự lệ khắc thành. Cả hai đều bị đẩy lui về sau. Dựa vào sự chênh lệch hồn hoàn, độc bất tử tự tin cho rằng Huyền Lão sẽ không ngăn cản được mình. Lời vừa mới dứt thì Mục Lão đã ra tay. Mục Lão là cường giả đỉnh cấp 99. Ông ấy không cần ra mặt mà chỉ cần bạo phát sức mạnh trần nhiếp. Độc bất tử không ngờ được rằng Mục Lão vẫn còn sống. Học viện xử lệ khắc có cường giả như vậy tọa chấn, ông ta không thể làm gì được. Mục Lão lên tiếng cảnh cáo, độc bất tử chỉ biết ngậm cơn bực tức vào trong lòng. Chuyện hôm nay coi như bản thể Tông bỏ qua không tính toán. Nhưng mà ông ta vẫn kiên quyết nói rằng bản thể Tông sẽ không từ bỏ việc giành lấy Hoắc Vũ Hậu. Nói rồi, bọn họ cũng rời đi. Cùng cảnh giới bị độc bất tử áp chế không có gì to tát. Trên cường độ thân thể, bản thể vô hồn của độc bất tử đúng là có chỗ độc đáo của nó. Năm đó, Mục Lão cũng từng giao thủ với huynh trưởng của độc bất tử. Tuy giành được chiến thắng, nhưng cũng tổn thương tới bản nguyên và thành ra bộ dạng tàn tật như hiện tại. Ông cảm thán, bản thân hiện tại và năm đó là hai người khác biệt hoàn toàn. Ông sớm đã không còn hùng phong năm đó nữa. Đồng thời cũng cảm thấy đại nạn tuổi già của mình sắp đến rồi. Một khi Mục Lão không còn nữa, học viện xử lý khắc sẽ mất đi chỗ dựa vững chắc. Một sự tổn thất quá lớn. Trước khi đón kiếp nạn, ông muốn nhận Hoắc Vũ Hậu làm đệ tử, bồi dưỡng cậu thật tốt. Vương Đồng cũng may mắn được nhận làm đệ tử của ông, còn Tiêu Tiêu thì làm đệ tử của Huyền Lão. Đột nhiên Mục Lão ra lệnh cho Huyền Lão đi ra ngoài đón khách. Đồng thời phái hai người khác đến khu rừng bên ngoài học viện kiểm tra. Sau khi ra tới nơi thì không thấy có ai cả, mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng đối với cường giả như Huyền Lão thì ông nhanh chóng nhận ra được sự bất thường. Ông đánh ra một trường phá tan không gian ngụy trang trước mặt và để lộ ra một thân ảnh. Người đến là đường chủ của Minh Đức Đường tên là Kính Hồng Trần, tổ phụ của Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần. Điều mà lão ta bất ngờ đó là Huyền Lão lại trực tiếp mời vào bên trong nói chuyện. Đường chủ cũng không biết đến sự tồn tại của Mục Lão nên đã lên tiếng hỏi thăm. Sau khi biết tới lai lịch của vị cường giả đỉnh cấp, lão ta cũng phải khiêm tốn lại. Biết Kính Hồng Trần đến là vì thanh kiếm mà học viện xử lý khắc đã lấy đi. Vì thanh kiếm này đã đả thương tới tính mạng của Mã Tiểu Đào nên Mục Lão không thể trả lại, trừ phi lão ta có thể cứu chữa được cho Mã Tiểu Đào. Kính Hồng Trần không còn cách nào khác là đến xem tình trạng của Mã Tiểu Đào. Cơ thể nàng ta đang bị lơ lửng trên một tảng băng. Đây là cách duy nhất và cũng là tạm thời để áp chế sức mạnh hắc ám. Sức mạnh đó đã chiếm cứ cơ thể. Nếu cưỡng ép áp chế hoặc khóa giải thì cơ thể sẽ sụp đổ, mất đi tính mạng. Từ điều này đến xem, việc Mã Tiểu Đào có thể vượt qua được kiếp nạn hay không phải do chính bản thân nàng ta rồi, không thể dùng ngoại lực để tác động được. Mục Lão nghe vậy cũng từ chối trả lại thanh kiếm, đồng thời còn mời Kính Hồng Trần lên lầu 2 nói chuyện. Mục Lão muốn nghe thử nhận định của lão ta xem hai thần cáp và Minh Đức Đường bên nào mạnh hơn. Kính Hồng Trần cũng thẳng thắn cho biết, mình không quá hiểu rõ về thần hải cáp nên không thể đưa ra lời bình luận được. Lão ta lại tiếp tục đưa ra ví dụ, xem mình so sánh với Huyền Lão. Nếu đối chiến tầm gần thì Huyền Lão là người giành chiến thắng, nhưng nếu đối chiến ở khoảng cách ngàn mét thì lão ta có thể tự vệ rời đi. Còn trong phạm vi 10.000 mét thì Kính Hồng Trần nắm chắc thắng lợi. Nếu đổi thành một trận chiến tranh quy mô lớn thì Minh Đức Đường chắc chắn chiến thắng. Ưu thế của hồn đạo khí là không thể nghi ngờ. Mục Lão cũng thẳng thắn cho biết mình đã từng tới Minh Đức Đường tham quan. Sự phát triển của bọn họ về mặt hồn đạo khí đúng là đã vượt quá tưởng tượng rồi. Lời này làm cho Kính Hồng Trần bất ngờ. Mục Lão từng đến đó mà Minh Đức Đường lại không hề hay biết. Đây là đang ám chỉ rằng hệ thống cảnh giới của bọn họ đối mặt với Mục Lão chẳng có chút tác dụng nào. Ông cũng thừa nhận một ngày nào đó nghề nghiệp hồn sư sẽ bị thay thế hoàn toàn, giống như hồn đạo khí thay thế ám khí đường môn vậy.
Kính Hồng Trần đưa ra một yêu cầu là Học viện Sử Lệ Khắc và Minh Đức Đường trao đổi học sinh để giao lưu lẫn nhau. Lão ta cũng đảm bảo về mặt an toàn cho học sinh đến giao lưu. Mộng Hồng Trần sẽ là người tới Học viện Sử Lệ Khắc làm học sinh, còn Hoắc Vũ Hậu thì qua bên Nhật Nguyệt Đế Quốc học tập. Mục lão cũng nhắc nhẹ Kính Hồng Trần biểu hiện một chút. Lão ta hiểu ý nên lập tức lấy ra một món hồn đậu khí phòng ngự cấp 9 tặng cho cậu, coi như là quà gặp mặt. Đến đây thì Kính Hồng Trần cũng cáo từ rồi rời đi. Ngay sau đó, hai vị giáo viên được phái ra ngoài rừng rậm kiểm tra cũng trở lại. Bọn họ đã thành công lấy được đồ vật. Hóa ra món đồ bọn họ lấy là của Minh Đức Đường. Trước đó, Kính Hồng Trần đã giấu 8 khẩu pháo cấp 9 nhắm thẳng vào học viện. Nhờ có Mục lão phát giác nên toàn bộ 8 khẩu pháo đã bị tháo ra rồi đem về. Có loại hồn đạo khí cao cấp này, việc nghiên cứu của học viện lại tiến thêm một bước nữa. Nhưng mà điều đáng sợ hơn là nếu như không có sự phát giác của Mục lão thì học viện có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Hành động âm hiểm này làm cho Hoắc Vũ Hậu cũng giật mình. Sắp tới, cậu sẽ trở thành học sinh của lão ta. Lúc đó sẽ không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Diễn biến tập phim đến đây cũng khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo nhé!